Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi rất vui, Nhật Vlog sẽ làm một video, đó là thử thách các bạn châu Phi ăn phụ bằng đũa. Như quý vị các bạn biết, đối với người Việt Nam cũng như người Trung Quốc nói chung thì chúng ta ăn đũa thì là một vấn đề rất dễ dàng, như là trụ bàn tay. Nhưng đối với các bạn châu Phi cũng như các bạn châu Âu thì ăn đũa là một vấn đề khó khăn, rất khó khăn. Đây là một thử thách đối với các bạn châu Phi. Muốn thử tôi làm sao này, rồi muốn thử tôi làm sao đấy. Và tôi sẽ nhúng thịt bò và bỏ rau vào để cho các bạn cùng thưởng thức đấy. Và đây là nồi nước dùng tôi đã làm xong đây, rất là nhiều xương cũng như là bỏ tất cả các gia vị của món phở Việt Nam của chúng ta. Đây là tôi đã làm xong rồi đấy, tôi làm xong. Và bây giờ tôi sẽ bỏ các thịt bò vào để làm đấy, làm bua làm phở để cho các bạn châu Phi cùng ăn. Đây, xin mời các bạn cùng trải nghiệm nhá. Đây là một bát phở tôi đã làm xong, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đây, rất ngon, rất hấp dẫn quý vị các bạn ạ. Đây, rồi. Tất cả các bạn nào, tất cả các bạn chia đi. Cứ mỗi người một bát và ăn bằng đũa quý vị các bạn ạ. Đây, đây là đôi đũa của Việt Nam. Người Việt Nam ta ăn thì rất là đơn giản, nhưng mà người châu Phi họ ăn rất là khó khăn. Đây. Bây giờ tất cả chúng ta chú ý. Tất cả mọi người một bát phở, và thử thách của các bạn châu Phi là ăn phở bằng đũa. Đấy, rất khó khăn, rất hay và rất hấp dẫn. Bắt đầu cùng về. Nào, coi thử bạn nào ăn được nhanh nhất nào. Cùng về. Rapido. Nhanh lên. Đấy, bạn nào ăn nhanh nhất sẽ được một phần quà và có tặng phẩm bằng tiền. Đấy, rất là khó khăn quý vị các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất khó khăn, ăn bằng đũa rất khó khăn quý vị các bạn ạ. Đấy. Rất hay, rất vui, rất hấp dẫn. Đấy. Các bạn một số ăn bằng đũa rất là sành điệu. Đấy, rất là sành điệu quý vị các bạn ạ. Các bạn ấy xúc chứ không biết gấp. Các bạn ấy là xúc, tức là các bạn ấy thường xuyên dùng thìa và dùng dĩa. Chính vì thế nên là các bạn ăn bằng đũa rất là khó khăn, nên các bạn ấy y chang như là xúc ấy. Nhưng bây giờ nhiều nhưng mà xúc được, nhưng mà đến khi mà hết còn một ít ấy, là xúc rất là khó khăn và bắt buộc phải gấp. Đấy là chúng ta lưu ý. Đấy, các bạn ấy tiếp tục nào. Đấy, rất hay, rất hấp dẫn. Coi thử bạn nào sẽ về đầu tiên nào, bạn nào sẽ cán đích đầu tiên nào. Một số bạn đã sắp cán đích rồi. Như vậy là bạn tôi cùng bạn Ba Trao cùng bạn Bao Lù là ăn bằng rất nhanh, còn hai bạn ở giữa ăn rất là chậm. Đấy, ăn nhanh có thưởng này. Thử thách nào, ăn nhanh có thưởng nào. Tất cả chúng ta nào, ăn nhanh có thưởng nào. Ăn nhanh, cuộc thi sắp đến hồi kết rồi. Cuộc thi đã sắp đến hồi kết. Và bạn nào sẽ là người cán đích đầu tiên đây? Bạn nào sẽ là người cán đích đầu tiên? Rất hay, rất chân chân vui bạn ạ. Có được bạn nào là cán đích đầu tiên nào? Bạn nào nào? Không biết bạn nào nào? Hiện nay là bạn số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 là theo tôi quy định. Và bạn số 1, theo tôi quan sát thì bạn số 1, bạn số 2 và bạn số 5 là đang còn anh Bình trọng tài cho tôi biết là người nào sẽ là đầu tiên. Người nào đầu tiên nào? Người nào sẽ là kết thúc đầu tiên nào? Người nào kết thúc đầu tiên nào? Đúng rồi. Như vậy là bạn tôi đã kết thúc đầu tiên. Bạn tôi là người kết thúc đầu tiên này. Ngay này, tiếp lại. What the fuck? này, có tinh tàu này, kết thúc này này. À, đàn bà ta kết thúc tàu này này, bao nhiêu được kết thúc như này. Trời nói là lừa như thế này đó. Trời nói là lừa thế này, trời nói là lừa này, tiếp tục này, tiếp tục trên đấy này. Ai nào, tiếp tục trên đấy là... Trên này, ta lừa. Đích thứ nhất. Đoàn 300 là vị trí số 2, là tán vị trí thứ nhì. Và đoàn bao nhiêu là tán vị trí số 3. Đấy, còn hai bạn thì còn rất là nhiều, hai bạn ăn rất là chậm, còn rất là nhiều. Đấy, hai bạn tiếp tục ăn đi ạ, tiếp tục ăn đi, rất hay, rất hấp dẫn, một màn tuyệt vời, rất hấp dẫn quý vị bạn ạ. Bạn như này là bạn tôi là người cán đích đầu tiên, thì tôi sẽ hỏi cảm giác bạn ấy như thế nào và ăn có ngon không. Bạn thấy ăn phở Việt Nam có ngon không, có hấp dẫn không? Quăng con. Như thế này đấy, nói là quá ngon. Và đấy, các bạn năm bạn châu Phi cảm giác phở Việt Nam như thế nào? Quăng con. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta xem cái màn trao giải của tôi đối với tất cả các bạn Angola. Nhưng mà một cái vấn đề đặt ra rất khó khăn quý vị các bạn ạ. Các bạn Angola thì rất là cao, mà tôi thì rất là bé, không biết được như thế nào đâu. Biết như thế nào để mà trao huy chương cho các bạn ấy, các bạn ấy rất cao, không biết là các bạn ấy là không ăn sữa, cao đúng rồi các bạn ấy, rất là cao đúng rồi các bạn ạ, rất là cao, rất là khó khăn như đây đây. Để dùng một cái bài toán làm sao mà tôi lên bên trên để tôi trao cái đại diện cho tôi các bạn được, các bạn đặt giải được, đấy, đấy là một vấn đề rất khó khăn, đấy, nhưng các bạn hãy xem đáp án ngay bây giờ. Như vậy là chương trình thi ăn phở bằng đũa đã kết thúc và đã đến hồi kết, và các bạn ấy đã có giải rồi. Như qua là thấy rồi, một bàn thi ăn phở bằng đũa rất là hay, rất là hấp dẫn, một bàn chơi thợ bá đạo nhất năm 2021 này. Nếu thấy hay cho một like, một xe và bấm nút đăng ký cùng với nút cờ chuông để có những video mới nhất của tôi. Xin chào Việt Nam, xin chào Việt Nam, xin chào Việt Nam, xin chào.